Kim học sinh đến với tiết học địa lý 8 ngày hôm nay. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 vào tuần thứ 8. Thì nội dung của bài ôn tập hôm nay sẽ gồm có các bài như sau. Bài 1, vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản. Bài 2, khí hậu châu Á. Bài 3, sông ngòi và cảnh quan châu Á. Bài 4, thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa. Từ bài 1 đến bài 4 là các bài về đặc điểm tự nhiên của châu Á. Bài 5, đặc điểm dân cư xã hội châu Á. Và bài 6, thực hành đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn ở châu Á. Thì bài 5 và bài 6 là hai bài về đặc điểm dân cư xã hội của châu Á. Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra với hình thức là trắc nghiệm 30 câu trong thời gian là 45 phút. Phần 1. Đặc điểm tự nhiên. Bài 1. Vị trí địa lý, địa hình và khoáng sản. Các em sẽ lưu ý một số nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, vị trí và tiếp xác. Về vị trí thì châu Á sẽ nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á-Âu. Và lãnh thổ châu Á thì trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo. Và về tiếp giáp thì châu Á sẽ giáp với ba đại dương, đó là Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Như vậy châu Á sẽ không giáp với Đại Tây Dương. Ở châu Á sẽ giáp với hai châu lục, đó là châu Âu và châu Phi. Nội dung chính thứ hai đó là về kích thước. Các em sẽ lưu ý một số nội dung như là diện tích của phần đất liền và các đảo sẽ là 44,4 triệu km vuông. Còn diện tích của phần đất liền là 41,5 triệu km vuông. Chiều dài từ điểm cực Bắc đến điểm cực Nam là 8.500 km. Còn chiều rộng từ bờ Tây đến bờ Đông, nơi lãnh thổ rộng nhất là 9.200 km. Nội dung thứ ba đó là về địa hình. Ở châu Á thì có nhiều hệ thống núi và sơn nguyên cao, đồ sộ và tập trung ở vùng trung tâm. Các đồng bằng thì rộng, có nhiều đồng bằng rộng và nằm xen kẽ với nhau, làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp. Các em sẽ kể tên các dãy núi, các sơn nguyên và các đồng bằng. Trong đó thì dãy Himalaya là dãy núi cao nhất thế giới, cao và đồ sộ nhất thế giới. Về khoáng sản thì châu Á có khoáng sản rất phong phú với trữ lượng lớn. Các loại khoáng sản quan trọng như là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, đồng, thiếc, vân vân. Ở bài 1 thì các em sẽ dựa vào lập đồ của hình 1.1, lập đồ vị trí địa lý châu Á trên địa cầu, lập đồ hình 1.2, lập đồ địa hình, khoáng sản và sông hồ châu Á, và lập đồ các khu vực của châu Á. Bài 2 là khí hậu châu Á. Các em sẽ dựa vào lược đồ hình 2.1 trang 7, lược đồ các đới khí hậu châu Á và lưu ý một số nội dung sau. Ở khí hậu châu Á thì sẽ chia ra thành 5 đới khí hậu. Đó là đới khí hậu cực và cận cực, đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới và đới khí hậu xích đạo. Các đới khí hậu này lại tiếp tục chia ra thành các kiểu khí hậu. Đới khí hậu ôn đới thì lại chia ra thành 3 kiểu khí hậu, đó là kiểu ôn đới lục địa, kiểu ôn đới gió mùa và kiểu ôn đới hải dương. Đới khí hậu cận nhiệt sẽ chia ra thành 4 kiểu khí hậu, đó là kiểu cận nhiệt địa trung hải, kiểu cận nhiệt gió mùa, kiểu cận nhiệt lục địa và kiểu núi cao. Đới khí hậu nhiệt đới sẽ chia ra thành 2 kiểu, đó là kiểu nhiệt đới khô và kiểu nhiệt đới gió mùa. Còn đới khí hậu cực và cận cực và đới khí hậu xích đạo thì không chia ra thành các kiểu khí hậu. Và các em sẽ quan sát lên lược đồ và cho biết là Việt Nam sẽ thuộc đới khí hậu nào và thuộc kiểu khí hậu nào. Trong các kiểu khí hậu thì phổ biến nhất là kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa. Thì khí hậu gió mùa sẽ có đặc điểm là vào mùa đông khí hậu sẽ lạnh, khô và mưa ít. Còn vào mùa hè thì có đặc điểm là nóng, ẩm và mưa nhiều. Còn các kiểu khí hậu lục địa thì vào mùa
hè và mùa đông thì thời tiết đều khô hạn. Ở trong đó thì vào mùa hè thì nóng và mùa đông thì lạnh. Các kiểu khí hậu gió mùa thì sẽ phân bố ở khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Còn các kiểu khí hậu lục địa sẽ phân bố ở Trung Á và Tây Nam Á. Các em sẽ dựa vào nội dung của bài 1 để giải thích là tại sao khí hậu châu Á lại chia ra thành nhiều đới khí hậu và nhiều kiểu khí hậu như vậy. Bài 3 sông ngòi và cảnh quan châu Á. Bài 3 gồm có 2 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, đặc điểm sông ngòi châu Á. Nội dung thứ hai là các đới cảnh quan tự nhiên. Về phần đặc điểm sông ngòi châu Á thì sông ngòi ở châu Á sẽ chia ra thành 3 khu vực sông. Sông ngòi Bắc Á, sông ngòi Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á và sông ngòi Tây Nam Á, Trung Á. Các em sẽ dựa vào nội dung của bài 3 và hình 1.2 ở trong bài 1 để trình bày đặc điểm các sông, các khu vực sông này. Một số đặc điểm cần lưu ý. Về sông ngòi Bắc Á thì ở đây có mạng lưới sông dày đặc với các sông lớn như là sông Obi, sông Lena, sông Yenisei và hầu hết các sông này thì đều có hướng chảy là từ Nam lên Bắc. Vào mùa đông thì các sông ở đây sẽ bị đóng băng và đến mùa xuân thì có lũ băng. Sông ngòi Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á cũng có mạng lưới sông dày đặc với nhiều sông lớn và lượng nước lớn thì vào mùa mưa. Do là ba khu vực này đều nằm trong kiểu khí hậu gió mùa cho nên chế độ nước của sông sẽ phụ thuộc vào chế độ mưa gió mùa. Một số điểm cần lưu ý đó là sông Hoàng Hà là con sông mà chảy ở trên đồng bằng Hoa Bắc, sông Trường Giang thì chảy trên đồng bằng Hoa Trung, còn sông Mekong thì bắt nguồn ở trên sơn nguyên Tây Tạng và chảy qua 6 nước. Sông ngòi ở Tây Nam Á và Trung Á có đặc điểm là ở đây rất ít sông và nguồn cung cấp nước là do băng tuyết tan. Ở đây có các sông lớn như là sông Tigre, sông Euphrates, sông Amur Darya và sông xưa Darya. Nội dung thứ hai, các đới cảnh quan tự nhiên. Các em sẽ dựa vào hình 3.1, lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên ở châu Á ở trang số 11 để kể tên 10 đới cảnh quan tự nhiên ở châu Á. Tiếp theo các em sẽ quan sát vào lược đồ hình 2.1, lược đồ các đới khí hậu châu Á để xác định xem là các đới cảnh quan tự nhiên này sẽ phân bố ở các đới khí hậu nào bằng cách là đánh dấu X vào bảng phía dưới sao cho phù hợp nhất. Các em sẽ tạm dừng video và hoàn thiện bảng này nhé. Các em cùng so sánh với đáp án của cô nhé. Cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc sẽ phân bố ở đới khí hậu ôn đới, đới khí hậu cận nhiệt, đới khí hậu nhiệt đới. Savan và cây bụi sẽ phân bố ở đới khí hậu nhiệt đới. Rừng nhiệt đới ẩm sẽ phân bố ở đới khí hậu nhiệt đới và đới khí hậu xích đạo. Rừng cận nhiệt đới ẩm và rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải sẽ phân bố ở đới khí hậu cận nhiệt. Thảo nguyên sẽ phân bố ở đới khí hậu ôn đới và đới khí hậu cận nhiệt. Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng phân bố ở đới khí hậu ôn đới. Rừng lá kim hay còn gọi là rừng taiga phân bố ở đới khí hậu ôn đới. Đài nguyên phân bố ở đới khí hậu cực và cận cực. Cảnh quan núi cao sẽ phân bố ở đới khí hậu cận nhiệt. Bài 4 thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á. Về cách xác định hướng gió, cô đã hướng dẫn rất cụ thể ở bài số 4. Các em coi lại video bài giảng nhé. Trong phần này thì các em sẽ ôn tập cho cô hoàn lưu gió mùa mùa đông. Thì vào mùa đông, khu vực Đông Á, gió sẽ thổi theo hướng Tây Bắc và gió này xuất phát từ áp cao Siberia và thổi đến áp thấp Aleut. Ở khu vực Đông Nam Á, gió sẽ thổi theo hướng Đông Bắc và hướng Bắc. Gió này sẽ xuất phát từ áp cao Siberia và thổi đến áp thấp xích đạo Australia. Ở khu vực Nam Á, gió sẽ thổi theo hướng Đông Bắc. Và gió này thì xuất phát từ áp cao Siberia và thổi đến áp thấp xích đạo.
Và về đặc điểm khí hậu thì gió mùa mùa đông sẽ có đặc điểm là lạnh, khô và ít mưa. Bởi vì gió này xuất phát từ áp cao Siberia. Áp cao này nằm ở trong lục địa và nằm ở trên vùng ôn đới, cho nên nó sẽ làm cho khí hậu của khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á vào mùa đông có đặc điểm là lạnh, khô và mưa ít. Phần thứ hai là đặc điểm dân cư xã hội. Thì phần này sẽ gồm có hai bài. Bài 5, đặc điểm dân cư xã hội châu Á, và bài 6, thực hành đọc phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn ở châu Á. Phần 2 này các em sẽ lưu ý cho cô một số nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, châu Á là một châu lục đông dân nhất thế giới. Với số dân vào năm 2020 là 4 tỷ 641 triệu người. Ở dân số châu Á thì tăng nhanh, mật độ dân số cao và dân cư phân bố không đều. Nhờ thực hiện chính sách dân số mà tỷ lệ gia tăng dân số đã giảm ngang bằng mức trung bình của thế giới, nhưng mà châu Á vẫn có số dân đông nhất so với các châu lục khác. Dân cư thuộc nội dung thứ hai đó là dân cư thuộc nhiều chủng tộc, bao gồm có chủng tộc Europeoid. Chủng tộc này sẽ phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á, Trung Á và Nam Á. Chủng tộc Mongoloid phân bố chủ yếu ở Bắc Á, Đông Á và Đông Nam Á. Và chủng tộc Australoid phân bố ở phía Nam của khu vực Nam Á và một số đảo thuộc Đông Nam Á. Để tìm hiểu về dân cư thuộc nhiều chủng tộc, các em sẽ dựa vào hình 5.1 trang 17 trong sách giáo khoa. Người Việt Nam thì sẽ thuộc chủng tộc Mongoloid. Về mật độ dân số thì các em sẽ lưu ý cho cô hai mật độ. Thứ nhất là mật độ dân số dưới 1 người trên 1 km2. Mật độ này thì sẽ phân bố chủ yếu ở phía Bắc của Liên bang Nga, phía Tây của Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Pakistan, vân vân. Mật độ này thì sẽ chiếm diện tích lớn nhất ở châu Á. Những nơi này thưa dân, mật độ dân số thấp bởi vì khí hậu ở đây lạnh giá và khô hạn. Địa hình thì cao, hiểm trở và mạng lưới sông thì thưa thớt. Mật độ thứ hai đó là mật độ trên 100 người trên 1 km vuông. Sẽ phân bố ở ven biển của Nhật Bản, Ấn Độ, Việt Nam, phía đông Trung Quốc và một số đảo thuộc Indonesia. Mật độ này thì chiếm diện tích rất nhỏ. Những nơi này đông dân bởi vì có khí hậu gió mùa, địa hình thì đồng bằng châu thổ và mạng lưới sông ngòi dày đặc. Và để tìm hiểu về mật độ dân số, các em sẽ dựa vào lược đồ hình 6.1 trang 20. Phần dặn dò, các em sẽ ôn lại các bài từ bài 1 đến bài 6 ở trong sách giáo khoa và trong các video bài giảng. Các em sẽ đọc kỹ đề, chọn đáp án phù hợp. Hình thức kiểm tra là trắc nghiệm với 30 câu. Thời gian làm bài là 45 phút. Chúc các em làm bài đạt kết quả tốt.